Cơ sở ngoại ngữ Ngọc Vân được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2011 với chức năng chính là giảng dạy Anh ngữ và hoạt động dịch thuật. Qua thời gian hoạt động, cơ sở đã không ngừng phát triển, mở rộng về hạ tầng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Đến nay, ngoại ngữ Ngọc Vân có 3 cơ sở được trang bị các thiết bị nghe nhìn hiện đại. Áp dụng giáo trình chuẩn theo phương châm 4LS, có nghĩa là Learn, Like, Love and Lab, giúp cho học viên nắm bắt chương trình học tốt nhất, thoải mái nhất, theo tư duy trực quan sinh động. Ngoại ngữ Ngọc Vân có 3 cơ sở gồm: cơ sở 1 tại số nhà 53/4 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang Tháp Chàm; cơ sở 2 tại số nhà 11 đường Lý Thường Kiệt, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang Tháp Chàm; và cơ sở 3 tại địa chỉ số 6A đường Lê Đại Hành, phường Phước Vĩ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Cả 3 cơ sở đều nằm trong địa bàn trung tâm thành phố, thuận lợi cho việc học tập và đi lại của học sinh. Quá trình dạy học, cơ sở áp dụng chương trình chuẩn đào tạo tiếng Anh các cấp độ từ mẫu giáo, thiếu nhi, thiếu niên, Anh văn giao tiếp quốc tế hiệu quả nhất hiện nay. Đồng thời, tổ chức luyện thi đại học, luyện thi chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEIC, TOEFL, CIFR, phục vụ nhu cầu du học và săn học bổng. Với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức đào tạo, giảng dạy tiếng Anh tại Ninh Thuận, cơ sở chú trọng triển khai thực hiện phương châm dạy học 4LS là Learn, Like, Love, Lab. Trong đó, Learn, học theo nhóm, mang tính thảo luận, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm; Like, học từ cuộc sống, sinh hoạt ngoại khóa, giao lưu với người nước ngoài, học các môn tự nhiên xã hội bằng tiếng Anh; Love, học với niềm đam mê, thiết lập môi trường học tập thân thiện, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cho người học; Lab, học để vui, vui để học, luyện tiếng Anh thông qua các hoạt động sinh hoạt thực tế và bổ ích như kể chuyện, thảo luận, hát tiếng Anh, xem phim ngoại khóa. Thông qua phương pháp dạy học 4LS, học viên không chỉ rèn luyện tiếng Anh mà còn được nuôi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho tương lai theo phương pháp 4CS là Collaboration, hợp tác; Creativity, sáng tạo; Critical Thinking, tư duy phản biện; và Communication, giao tiếp. Các kỹ năng mềm này sẽ giúp người học hoàn thiện bản thân và thành công hơn trong tương lai. Mục tiêu đào tạo của cơ sở ngoại ngữ Ngọc Vân chúng tôi đào tạo tiếng Anh cho các em có thể giao tiếp tiếng Anh một cách lưu loát, cả kỹ năng nghe nói, đọc và viết. Thì chính vì vậy, ngay từ khi thành lập cơ sở, chúng tôi đã chọn phương pháp giao tiếp là phương pháp chủ đạo và nòng cốt trong quá trình giảng dạy. Thì tất cả các giáo viên trong trung tâm thì đều thực hiện cái phương pháp giảng dạy mới nhất, đạt cái hiệu quả cao nhất. Chẳng hạn, chúng tôi đã áp dụng cho học sinh những cái trò chơi hoạt động nhóm và hoạt động kể chuyện, rồi nghe những bài hát tiếng Anh, rồi đóng kịch, thi hùng biện tiếng Anh, cũng như là ngoại khóa, giao lưu với người nước ngoài. Tất cả các hoạt động đó để giúp cho các em có thể tự tin và giao tiếp với người nước ngoài một cách thành thục nhất. Bên cạnh đó thì qua quá trình giảng dạy thì chúng tôi thấy là các em học sinh có cái yếu điểm về phát âm tiếng Anh. Vì vậy chúng tôi có phương châm giảng dạy là khắc phục nhược điểm nghe và nói ngay từ cái từ vựng đầu tiên, giúp cho các em có thể phát âm chuẩn xác nhất. Đó là nền tảng để các em có thể nghe và giao tiếp với người nước ngoài một cách thành công. Thì trong thời gian giảng dạy thì mỗi giáo viên cũng được luôn luôn được yêu cầu là nâng cao trình độ tiếng Anh của mình và thường xuyên tập huấn cũng như là đào tạo về kỹ năng giảng dạy. Đây là một cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh cấp 1 và 2 đang theo học tại cơ sở. Sau khi tổ chức vòng loại ở các lớp học theo đề tài tự chọn, các em có nội dung hùng biện tốt nhất sẽ được chọn vào cuộc thi chung cuộc. Tại đây, các em có thể tự do thể hiện quan điểm của mình về cuộc sống, vấn đề học tập, gia đình và xã hội mà các em quan tâm. Qua bài phát biểu, giáo viên và các thí sinh khác sẽ đặt câu hỏi để các em thể hiện phần hùng biện của mình bằng Anh ngữ. Qua đó, giúp các em tự tin trong giao tiếp và rèn luyện kỹ năng mềm trong xử lý các tình huống trong cuộc sống.
Đây là lần đầu tiên con thi một cuộc thi bằng tiếng Anh, thì con cảm thấy rất là lo lắng và hồi hộp. Nhưng mà nhờ sự giúp đỡ và kèm cặp tận tình của các thầy, cô giáo trong trung tâm mà con đã vượt qua được bản thân mình. Sau khi thi cuộc thi thì con thấy khả năng nghe nói và phản xạ của mình được tốt hơn. Và khi được đối diện với lại người nước ngoài thì con cảm thấy mình đã tự tin hơn trước nhiều. Con mong rằng là cơ sở ngoại ngữ Văn sẽ tổ chức nhiều cuộc thi hay và hấp dẫn như vậy để bọn con được trải nghiệm. Bên cạnh việc tổ chức các cuộc thi giữa học sinh với nhau, trung tâm còn vận dụng khá tốt tính cộng đồng trong học tập. Trường thường tổ chức các lớp ngoại khóa cho học sinh vui chơi tại các địa điểm như Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng tỉnh, quảng trường nhằm tạo điều kiện để các em tham gia các trò chơi sinh hoạt tập thể, các trò chơi trả lời câu đố bằng tiếng Anh, để nhận những phần quà hấp dẫn và giao lưu với người nước ngoài bằng vốn tiếng Anh đã học. Thầy cô ở đây dạy rất là tận tâm và chu đáo, giúp cho học sinh hiểu và có những kiến thức về môn tiếng Anh hơn. Ngoài ra, cơ sở Ngọc Văn thường có các giáo viên nước ngoài về giao tiếp và có những buổi sinh hoạt ngoại khóa ngoài trời. Con thích nhất là được giao tiếp với các giáo viên nước ngoài ạ. Con học ở đây lâu rồi, được hơn một năm rồi. Các thầy cô dạy ở đây rất vui vẻ, hiền hòa. Con thích nhất điều khi được học ở đây là được giao tiếp với những người nước ngoài. Bởi vì khi giao tiếp với người nước ngoài, con thấy mạnh dạn, tự tin hơn. Trước đây thì trước khi cho cháu học tại cơ sở ngoại ngữ Học Vân thì cháu rất là sợ môn tiếng Anh. Có nghĩa là đi lên trường á, hôm nào mà có tiết tiếng Anh là cháu sợ lắm, cháu buồn lắm. Và có về nói với mẹ là con không có thích môn học này đâu. Nhưng mà sau đấy thì sau một thời gian gửi gắm ở cơ sở ngoại ngữ Học Vân, được học tập cùng với lại các thầy cô, thì tự nhiên là cháu cảm thấy yêu thích cái môn học này. Về nhà là nhiều khi là nói với mẹ là dùng tiếng Anh, mặc dù thì mẹ không biết gì cả. Rồi thích nghe những bài hát tiếng Anh, thích xem những bộ phim hoạt hình bằng tiếng Anh. Mỗi ngày mà được đến cơ sở ngoại ngữ Học Văn học thì cháu cảm thấy rất là vui. Mình nghĩ là để cháu có thể nói thành thạo ngoại ngữ, trong đó có tiếng Anh, thì cần phải có một cái thời gian dài. Và ngày 1, ngày 2, 1 năm, 2 năm thì cũng chưa thể nào mà rèn được cái khả năng đấy. Nhưng mà hiện tại với các cháu ở cái lứa tuổi 5 tuổi, 10 tuổi mà các cháu cảm thấy yêu thích môn học này, yêu thích cái ngoại ngữ này thì điều đó là một cái niềm vui đối với phụ huynh chúng mình. Để phục vụ công tác giảng dạy đạt chất lượng, cơ sở đã kiện toàn đội ngũ giáo viên, hầu hết đạt chuẩn tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tiếng Anh. Cơ sở luôn tuân thủ nghiêm ngặt chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế với đội ngũ giáo viên Việt Nam và nước ngoài được chọn lọc, có bằng TESOL, CENTA, giảng dạy theo phương pháp tốt nhất. Học viên phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh, nghe, nói, đọc, viết theo phương pháp giao tiếp Communicate Abroad. Trong đó, chú trọng việc mời một số khách người nước ngoài đến lớp để học viên được có cơ hội thực hành tiếng Anh trên thực tế. Tính đến nay, cơ sở ngoại ngữ Học Vân đang tổ chức bồi dưỡng 60 lớp với hơn 670 học sinh thuộc các chương trình tiếng Anh thiếu nhi cho học sinh mẫu giáo. Chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Chương trình tiếng Anh tổng quát dành cho người lớn. Đặc biệt, các năm qua, trường có học viên đạt điểm cao thi vào chuyên Anh Lê Quý Đôn, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố. Có hơn 35 học sinh của cơ sở ngoại ngữ Học Vân đã tham dự vào kỳ thi ESOL của Đại học Cambridge ở các trình độ Starter, Movie, Flyer do Sở Giáo dục và Đào tạo liên kết tổ chức. Kết quả 100% học sinh đều được nhận chứng chỉ Anh ngữ của Đại học Cambridge. Với những kết quả bước đầu trong công tác giảng dạy, cơ sở ngoại ngữ Ngọc Vân là điểm sáng trong hoạt động đào tạo Anh văn tại Ninh Thuận, giúp học viên nắm vững kiến thức Anh ngữ trong học tập và nghề nghiệp tương lai.